cái lý do mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta liên tục nhận những chuỗi thất bại như vậy không thể đổ lỗi hết cho ông Philippe Jouzet đâu. Bởi vì sao? Bởi vì đã đến lúc đội tuyển chúng ta bị thoái trào, các cầu thủ cựu binh không còn ý chí khát khao chiến đấu nữa. Và đây là một phần trong nhận định của cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng, đã nhận được rất nhiều sự đồng tình trên một số fanpage. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ quật lại và phản biện cái nhận định này để tránh trường hợp một số người hâm mộ không nhìn ra được bản chất ở bên trong và rồi có vẻ như đang muốn binh vực cho ông Philippe Jouzet, để rồi chúng ta mãi mãi nằm trong một giấc mơ nâng tầm bóng đá. Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng nói rằng huấn luyện viên chỉ là một phần thôi, đội tuyển Việt Nam đang thoái trào rồi. Theo cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng, huấn luyện viên Jouzet chỉ góp một phần trong phong độ yếu kém của đội tuyển Việt Nam. Vấn đề chính là nhân sự đội tuyển lúc này không còn mạnh mẽ. Ok, chúng ta cứ đọc một tí xíu cho nó hết những cái nhận định này rồi chúng ta sẽ phản biện sau. Thống kê lúc này của đội tuyển Việt Nam đang đỏ lòe một màu nhức nhối. Chúng ta thua tới 9 trên 10 trận gần nhất, chỉ thắng một trận trước Philippines. Không phải do ông huấn luyện viên hết đâu, ông ấy chỉ là một phần thôi. Với tất cả những yếu tố con người tốt nhất bây giờ có gọi lên cũng thế thôi. Tại vì đội tuyển tới thời kỳ thoái trào rồi. Tất cả các cầu thủ lứa Thường Châu tới bây giờ các em hết động lực rồi. Các em chững lại đang đi xuống rồi, chẳng còn khát khao nhìn thấy gì phát triển thêm. Lên tới đội tuyển như thế này là hết rồi. Còn về chiến thuật thì nói thật chẳng ra chẳng có ông nào. Kể cả ông Pep Guardiola về cũng thế thôi. Vì quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Cứ nói là Pep Mourinho tại sao làm được câu lạc bộ hay được? Vì các câu lạc bộ khi đá, huấn luyện viên về làm muốn thay đổi cách chơi tư duy thì còn có thể mua bán được, tức là chuyển nhượng cầu thủ, chọn cầu thủ phù hợp được. Còn đội tuyển quốc gia thì sao? Chọn những cầu thủ hay nhất rồi thì làm sao thay đổi từ nước khác về lắp vào? Nên huấn luyện viên Jouzet sử dụng người, ông ấy có nguyên tắc riêng và chúng ta phải tôn trọng. Chúng ta đang hết sức tôn trọng cách chọn người của ông Philippe Jouzet, hết sức tôn trọng trong ngặt kép. Tức là ông ấy sử dụng những con người qua giám sát, thấy đang ổn định phong độ. Ví dụ trường hợp Hùng Dũng, trước trận đấu Indo tại Asian Cup là không có. Bản thân Hùng Dũng ở câu lạc bộ cũng có đá mấy đâu. Đợt này huấn luyện viên Jouzet gọi Dũng lên xếp đá, có lẽ là chiều lòng người hâm mộ. Đấy, thấy chưa? Một lần nữa khẳng định rằng ông Jouzet vẫn kiên trì trung thành với lối chơi trẻ hóa. Và điều này mình đã cảnh báo với khán giả trước cái trận đấu với Indo vừa rồi. Nhưng Dũng có đá được mấy đâu, vì phong độ ở câu lạc bộ cũng chưa tốt thì làm được cái gì? Ok, chúng ta thừa nhận là Hùng Dũng ở cấp độ câu lạc bộ có thể là chơi chưa tốt. Nhưng còn các cầu thủ khác thì sao? Tiến Linh, Quang Hải, Văn Toàn, Hoàng Đức. Ngoại trừ một số cầu thủ chấn thương như Văn Lâm, Văn Hậu, Ngọc Hải thì vẫn còn đâu đó Quang Hải, Tiến Linh và Văn Toàn đang ở phong độ rất tốt và họ đã ghi bàn ở các cấp độ câu lạc bộ. Kể cả Quang Hải khi được ông Kia Tisak về dẫn dắt ở câu lạc bộ Hà Nội thì Quang Hải đã lấy lại được phong độ, mặc dù nó chưa cao giống như trước đây. Nhưng nói rằng Quang Hải không còn khát khao và các cầu thủ cựu binh không còn khát khao thì phải xem lại, và sau đây chúng ta sẽ phân tích tiếp. Nên ông huấn luyện viên Jouzet làm vậy cho người hâm mộ nhìn luôn. Rồi mọi người bảo tại sao không cho Tiến Linh, Quang Hải ra sân? Quang Hải từ lúc ở Pháp về đá thế nào? Vào thì làm được gì ở đây? Văn Toàn là cầu thủ thiên về sự chăm chỉ, chủ yếu là tận dụng khả năng chạy nhanh. Bây giờ đuối sức rồi thì bứt tốc nữa làm sao? Tiến Linh thì không tốt về kỹ thuật, thỉnh thoảng băng vào dứt điểm thì có bàn. Mọi người lại nghĩ này nghĩ kia chứ vào thì phối hợp được với ai? Ok, chúng ta sẽ mổ xẻ vấn đề này. Sau trận thất bại trước Indo thì ông Philippe Jouzet vẫn tỏ ra tự tin. Ông cho rằng nhìn thấy nhiều vấn đề để đội tuyển Việt Nam tiến bộ hơn. Ở điểm này thì anh Mạnh Dũng phân tích như sau. Tốt hơn so với cả đội tuyển Việt Nam vài tuần, vài tháng trước đó. Trong quá trình làm việc của ông Jouzet, theo tiến trình ông ấy đặt ra thì lứa cầu thủ này họ có tiến bộ. Sau thất bại trước Indo, ông Jouzet vẫn tỏ ra khá tự tin khi cho rằng nhìn thấy nhiều vấn đề ở đội tuyển quốc gia có thể tiến bộ. Ở điểm này, anh Nguyễn Mạnh Dũng phân tích như sau.
tốt hơn so với đội tuyển Việt Nam vài tuần, vài tháng trước thôi. Trong quá trình làm việc của ông Truze, theo tiến trình ông ấy đặt ra thì lứa cầu thủ này họ có tiến bộ. Đó là sự tiến bộ theo góc nhìn của huấn luyện viên. Tôi xin thưa với ông huấn luyện viên Truze rằng cái sự tiến bộ mà ông cho rằng là tiến bộ đó, đó là chẳng qua là ông muốn rao giảng để cho mọi người nhìn nhận rằng à, ở trận đá với Nhật Bản có một cái gì đó hay hay. Và các cầu thủ trẻ mà ông đã đưa lên đó thì ít ra cũng có một cái tia sáng lấp lánh để mà góp phần vào trong cái đội hình của đội tuyển Việt Nam. Xin thưa, đó là sự bao biện cho cái yếu kém của ông, chứ không phải là sự tiến bộ. Nếu như ông nhận một mức lương 50.000 đô một tháng, để rồi trong suốt một cái quãng đường hơn một năm trời ông dẫn dắt đội tuyển của chúng tôi mà ông cho rằng đây là sự tiến bộ, thì xin thưa không cần đến lượt ông. Các huấn luyện viên nội địa của chúng tôi vẫn có thể làm và thậm chí làm tốt hơn ông với một mức lương chưa đến 30.000 đô. Ông và cũng như ông Mạnh Dũng cần phải nhìn thấy rõ ở khía cạnh này. Và thứ hai, tiến bộ ở chỗ nào? Trong khi cứ ra sân là mắc sai lầm. Và thất bại của đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong hai trận và kể cả mùa giải Asian Cup đều là sự sai lầm đến từ các tuyển thủ trẻ. Vậy thì tôi hỏi tiến bộ cái gì? Anh Nguyễn Mạnh Dũng cũng như ông Jose trả lời cho người hâm mộ xem tiến bộ ở cái chỗ nào. Cho nên cái chuyện mà ông chạy tới chạy lui để mà đi xem cầu thủ này, cầu thủ kia phát hiện ra để đưa lên đội tuyển, xin thưa, chuyện đó là chuyện hết sức bình thường, đến nỗi tầm thường. Một nhiệm vụ cực kỳ tầm thường của một huấn luyện viên phải làm. Cái nhiệm vụ của anh là cái responsibility anh phải làm, chứ đó không phải là một cái tài năng gì hết á. Anh đừng có bao biện cho những cái sự yếu kém của anh ở đây, rất là tào lao. Về chi tiết trận đấu hôm qua, chúng ta đã gặp bước ngoặt lớn khi đang từ tỷ số hòa thành thua là pha ném biên của Ahan vào thẳng vùng cấm địa, đi qua hết hàng cầu hàng thủ khiến Minh Trọng giật mình. Và đây giống như một lời mời gọi, tôi đã hụt giật mình rồi, thì chỉ còn lại đó là anh ghi bàn một cách dễ giống như là ăn cơm. Cho nên ông Jose một lần nữa ông cứ khăng khăng là có sự tiến bộ, và cũng may lần này ông không nhắc là cái chuyện là chúng ta đang đi đúng hướng. Có thể là ông đang nghi ngờ cái hướng đi rồi, nhưng mà ông thừa nhận là gì? Có sự tiến bộ. Và bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện nhận định của anh Nguyễn Mạnh Dũng. Ảnh cho rằng các lứa cầu thủ cựu binh của chúng ta đã không còn khát khao. Xin thưa, có thể nói như thế này, các cựu binh của chúng ta đã có công thành danh toại nhờ sự tài trợ rất lớn từ ông Bầu Đức và lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng mà nếu như không có sự đào tạo một huấn luyện viên giỏi giống như ông Park Hang-seo thì có thể các cầu thủ này cũng không thể phát huy hết được sức mạnh của họ. Và trong suốt 5 năm vừa rồi, cái nền bóng đá của chúng ta cũng có thể cũng chỉ ở mức độ nào đó vừa chừng thôi, chứ không phải là có những cái thành tích xuất sắc giống như thời ông Park Hang-seo. Từ đó mới thấy rằng yếu tố con người là quan trọng, nhưng mà con người đó phải được một ông thầy giỏi đào tạo thì nó còn quan trọng hơn. Các cầu thủ của chúng ta chưa giàu đến mức độ giống như Messi hay Ronaldo. Họ vừa cưới vợ xong họ sẽ có con. Mà con của họ, họ sẽ không cho đi học ngôi trường bình thường mà có thể học ở trường quốc tế. Họ không phải có một căn chung cư. Họ không thể dừng lại ở mức độ là có một căn nhà. Họ còn có thêm căn nhà, mảnh đất. Họ lo cho anh chị em họ để làm ăn kinh doanh. Và họ cũng tính tới một cái đường có thêm nhiều vốn để mở ra làm ăn kinh doanh, để khi họ không còn chơi bóng nữa, họ vẫn có của ăn của để. Như vậy nói về ước mơ tài chính thì họ không dừng lại chỉ ở mức độ gọi là thành công kiểu một vợ hai con ba lầu bốn bánh. Như vậy nói họ không còn khát khao thì điều này mình cho rằng không đúng. Không còn khát khao là bởi vì sao? Là bởi vì kể từ khi ông Jose về dẫn dắt, họ hiểu được cái triết lý chơi bóng của ông Jose là chỉ có trẻ hóa và trung thành với triết lý này, cộng với sự ủng hộ nhiệt tình từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bởi vì quá tin tưởng vào cái bản sơ yếu lý lịch của ông, đến mức độ ký một cái rét hợp đồng 3,5 năm không cần phải bàn tính gì kỹ lưỡng, không biết liệu ông có làm được việc hay không, trả một mức lương 50.000 đô và tới bây giờ vẫn khăng khăng là tiếp tục đi cho đến hết hợp đồng. Như vậy thì chúng ta thử đặt câu hỏi đây, nếu chúng ta là một cầu thủ tài năng, chúng ta đang đến một cái độ gần như là chín mùi và chưa thể gọi là về hưu được, vẫn còn rất nhiều ý chí khát khao để chiến đấu đấy chứ. Nhưng mà bởi vì ông Jose
ông đã không quan tâm để ý các tới các cựu binh mà chỉ quan tâm đào tạo các cầu thủ trẻ, và lấy lý do là gì? Cần phải có sự kế thừa. Vậy thì tôi hỏi, ông Park Hang-seo đào tạo ra lứa cầu thủ đó tại sao các anh không kế thừa? Mà bây giờ là anh lại tập trung vào các cầu thủ trẻ để rồi nói là kế thừa. Nó có vô lý không? Nó điều này là phi logic, phi thực tế. Cho nên không thể bao biện rằng các cầu thủ cựu binh của chúng ta là không còn khát khao. Ông Philippe Troze đã không thể làm được một cái điều đó là gắn kết các cựu binh và những tân binh. Và gần như ông Bầu Đức đã nói đúng, đó là phủ nhận những thành tích thời ông Park Hang-seo. Chỉ tập trung vào yếu tố con người, ở đây là con người do ông Philippe Troze, ông nhìn thấy từ các cấp độ câu lạc bộ. Ông Troze cho rằng đã có nhiều quãng thời gian để nghiên cứu về bóng đá Việt Nam. Xin thưa, cái ông nghiên cứu là ông nghiên cứu về trái bóng và triết lý của ổng, chứ ổng không hiểu gì về con người và bóng đá của Việt Nam. Cái mà ổng hiểu là nằm trong bản sơ yếu lý lịch của ổng giao cho VFF. Cái mà ổng làm được đó là ổng thuyết trình rất giỏi, nhưng cái ổng làm được thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Và kết quả bây giờ nó đã chứng minh điều đó. Không phải bởi vì chúng ta ghét ổng đến mức độ mà chúng ta bài trừ ổng, mà bởi vì ai ai ở Việt Nam này, cho dù có trình độ chuyên môn hay không có trình độ chuyên môn về bóng đá, đều có thể nhận định được. Nếu như đổ lỗi cho rằng sự thất bại và đội tuyển Việt Nam chúng ta đã đến lúc thoái trào, thì xin thưa, nhận định này không chuẩn xác. Thoái trào cái chỗ nào? Trong khi Tiến Linh, Quang Hải, Văn Toàn vừa ghi bàn, cộng với Hoàng Đức cũng ghi bàn rất xuất sắc. Còn nếu như nói những cầu thủ chúng ta đang chấn thương nha, Văn Lâm, Văn Hậu, Ngọc Hạ, họ chấn thương, họ có gia đình, đúng là họ cần phải dưỡng thương, họ không thể ra sân. Nhưng nếu như nói như họ không còn khát khao để cống hiến cho đội tuyển quốc gia, điều đó là hoàn toàn không đúng. Các cầu thủ trẻ, họ còn sức rướn để họ muốn có một chân trong đội tuyển quốc gia, họ có khát khao là đúng. Còn cái chuyện mà nói rằng các cầu thủ của chúng ta lên tới đội tuyển quốc gia là hết, xin thưa, chưa hết. Tại vì sao? Có thể nhiều cầu thủ đi xuất ngoại không mang về một cái sự thành công, và điều đó đã khiến cho những cầu thủ khác họ cũng ngán ngẩm chuyện đi xuất ngoại, để rồi qua đó ngồi dự bị, và khi về lại đội hình của đội tuyển cấp độ câu lạc bộ thì họ gần như là không có nhập vào được. Nhưng mà tôi hỏi, những tiền đạo bén có giỏi cách mấy đi nữa mà không qua những môi trường đào tạo thì cái giỏi đó nó cũng dừng lại ở mức độ nó rất là thô thôi. Bắt buộc anh phải có được sự đào tạo, không phải đào tạo về chuyên môn không, mà về tư tưởng, mà về hạnh kiểm, về đạo đức, và tất cả mọi thứ liên quan đến một cầu thủ để trở thành chuyên nghiệp. Và các cầu thủ của chúng ta khi biết ông Troze luôn luôn sử dụng cầu thủ trẻ, thế thì bây giờ họ phấn đấu để lên đội tuyển làm gì? Để rồi ngồi dự bị. Điều này anh Nhâm Mạnh Dũng có phân tích không? Không. Anh chỉ nhìn ở một góc độ rất là thiển cận. Đó là không còn khát khao bởi vì đã có sự thành công. Bởi vì phong độ đi xuống. Xin thưa, ý chí tinh thần chiến đấu nó quan trọng cực kỳ. Và chúng ta nhớ về câu chuyện cô gái Đồng Lộc không? Mười mấy cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc đó, họ vác những chiếc bao tải chạy phăng phăng, nhưng mà bây giờ kêu vác lại. Tại vì ý chí tinh thần nó chiến đấu giống trong thời chiến, nó không còn giống như bây giờ nữa. Cho nên nếu như chúng ta chỉ nhìn vào yếu tố đó là sức khỏe về mặt vật lý mà không quan trọng vấn đề về ý chí và tinh thần thì chúng ta đã thua một nửa rồi. Và vấn đề quan trọng chuẩn bị bước vào trận đấu với Indo trên sân Mỹ Đình, nếu như tinh thần ý chí chiến đấu của các cầu thủ của chúng ta không có thì xin thưa, Indo sẽ chiến thắng chúng ta một cách cực kỳ dễ dàng. Các cầu thủ cựu binh của chúng ta chiến đấu ngoài việc vì màu cờ sắc áo thì họ có chiến đấu vì ông Philippe Troze không? Xin thưa, không ai dám chắc rằng có đâu. Ông huấn luyện viên giỏi phải làm sao cho các cầu thủ của mình chiến đấu không phải vì thương hiệu cá nhân của họ, không phải vì sự thành công của họ, không phải riêng vì màu cờ sắc áo, mà vì chính quá yêu thương quý mến ông huấn luyện viên, ông thầy của mình, mà chiến đấu hết mình vì ông thầy của mình. Đó mới là ông huấn luyện thành công. Và mình tin rằng các cầu thủ của chúng ta không đến mức độ quá tệ, yếu kém so với các cầu thủ nước ngoài, đặc biệt là Indo. Và điều đó thể hiện rằng Indo chiến thắng của chúng ta cũng không dễ dàng với một dàn cầu thủ nhập tịch như vậy. Tại sao dưới thời ông Bầu Đức lại chọn được một ông Park Hang-seo để rồi đưa nền bóng đá chúng ta đi lên, rồi bây giờ chúng ta lại đi xuống, rồi chúng ta đổ lỗi cho rằng
đang nâng tầm bóng đá. Một vài trận thất bại không có làm sao đâu, quan trọng là nâng tầm. Trên đây là những nhận định của mình, phản biện cái quan điểm của anh Nguyễn Mạnh Dũng. Cảm ơn quý vị chú lắng nghe và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.